study. Ôi, nổi tiếng bởi nhiều người, nổi tiếng rất là nhiều người biết tới, là nổi tiếng, well known, nổi tiếng các bạn. Nghe, well known, nổi tiếng này. Rồi, cơ sở vật chất là gì? Nhá. Các tòa nhà, các dịch vụ, trang thiết bị ở trường gọi là school facility, cơ sở vật chất của trường. Kỳ thi đầu vào, entrance examination. Học sinh mà thông minh, tài năng gọi là gifted student, giống như là Tuấn và Bo. Gifted student. Ôi giời ơi, có tập trung không? Câu số 5, hoạt động ngoại khóa, hoạt động phụ ở trường nhá, là outdoor activity. Số 7, số 2, hoàn thành những cái từ bên trên. Nghe. Toán, dịch câu 1. Dịch câu 1. The school is free for trường này thì miễn phí cho những học sinh mà giỏi, học sinh năng khiếu mà đỗ kỳ thi. Câu số 2, học sinh trong ngôi trường thấy rằng những hoạt động ngoại khóa rất là hữu ích và thú vị. Hả? Câu số 3, Chu Văn An Lower Secondary School. Quicken chúng ta có thể xài on ất được á. Chu Văn An Lower Secondary School nổi tiếng với những học sinh thông minh và cơ sở vật chất hiện đại, school facility. Câu số 4, học sinh phải đỗ kỳ thi đầu vào rất là khó, entrance examination, để tham học, để tham gia học ở trường. Rồi, giáo viên mà giỏi nổi tiếng nhất của trường Quốc Văn Miếu Quốc Tử Giám đó là ông Chu Văn An. Số bài này Chu Văn An đó, đường Chu Văn An của các quan đó. On Saturday morning, thứ ngày, thứ là xài on, tháng là xài in, June là tháng 6 xài in Hà Nội là xài, Hà Nội là xài in. Rồi, ở trên tầng 2 là xài on, ở trường là xài at school. Số 7 dưới, trong một ngôi trường tư nhân, Tom là một học sinh của ngôi trường tư nhân, trường tư, in. Nhá, ở ngoại ô Manchester, United, anh ta sống với bố mẹ ở trong một ngôi nhà nhỏ gần trường, in the small house. Anh ta luôn luôn học ở trường vào buổi sáng là in the morning, vào thứ hai và thứ vào chiều thứ hai và chiều thứ năm là on. Anh ta tham gia các hoạt động ngoại khóa với bạn cùng lớp, anh ta hát ở câu lạc bộ là Little Bee Club, con ông nhỏ. Vào thứ vào Tuesday và Friday anh ta đi tới CNM với bạn vào ngày cuối tuần. On the weekend hoặc là at the weekend cũng được các bạn. Hết chưa? Rồi, qua bài nghe cho tôi. Tất nhiên.